Now it's time for our wrap up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin. Artificial amateurs aren't it all amazing? Analytically, I assume. Sẽ là sao nữa, tao là rùa. Bởi thời gian là thỏ trắng, luôn là bá chủ từ đô. Câu
nhất chưa ra chân đã chưa thua. Bất kể số phận đang giữ cùng là hẹn mốc và xì gông. Trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tôi vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi ta không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Bằng mọi giá ta sẽ không để niềm tin lụi tàn. Dù trái tim dây sàn nhưng nghị lực luôn vững vàng. Luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn để đạt những điều không hề đơn giản. Vì chẳng có lý do gì ta nghĩ là phải dừng lại khi đầu vẫn chưa kinh đẹp. Bạn sẽ khởi đầu nè, chẳng nghe mất đầu nè. Ta chấp nhận điều đó nhưng là phía trước của câu. Bao nhiêu người làm theo phía sau. Tao không mang, còn riêng đối với tao chuyện đó còn lâu. Vì thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi. Chảy nửa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tôi vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Mỗi ta không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Ta đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tôi nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một đứa mà bị gia đình cha mẹ tương lai đó là một quả.